Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì sau khi mà chiều khoảng có được 5:33, hiện tại đang là 5:33 phút. Thì hôm nay mình nghe nói thông tin mấy anh em đã nâng cấp được combo rod rồi. Thì mình mới đi uống cà phê với mấy anh em bên Sài Gòn ở khu vực Thủ Đức. Thì về thì nghe thông tin nâng cấp được rồi, thì bây giờ mình vô mình thử ha. Thì ở đây là hồi sáng thì nó bị cái lỗi là ai mà có combo rod SR cộng á thì sẽ không nâng cấp lên được combo rod UR. Rồi ra là nó bị mất âm thanh của con Sonic. Thì cho nên là bây giờ vô mình thức tỉnh lên thử combo rod UR được hay chưa ha. Rồi, ok, thì cuối cùng cũng thức tỉnh được combo rod UR rồi. Đấy, nó cũng là khá là mừng. Nhưng mà không có âm thanh luôn. Ok. À. Hay là do mình mở nhỏ quá vậy? Rồi để mình vô phòng tập mình test thử mọi người, hay là mình không biết là không có âm thanh hay là làm sao, để coi thử mình test thử coi. Đấy. Đúng là sáng hôm nay là khá là quằn quại về con bô rốt mọi người ạ. Ui, nó nhá luôn cả bụt con G4 đây rồi. Rồi, ok, thì mình vô mình test thử là con bô rốt này nó có âm thanh hay là không ha. Rồi, hãy vô cái. Tại vì mình sợ là bị lỗi âm thanh, tại vì hồi sáng mọi người kêu là bị lỗi âm thanh của con Sonic, bị mất âm thanh của con Sonic, thì giờ mình vô mình test thử. Rồi, đây là mình thử con bô rốt ha. Đầu tiên mình thử con bô rốt một cái. Mọi người thầy trưởng Kameyuko sẽ như thế nào? Để tắt cục ảnh rồi. Rồi. Wow, có tiếng gầm nha. Ở bên server Việt Nam có tiếng gầm của con Boros, là vậy là lấy bản cập nhật bên CVC à. Bản này là bản cập nhật bên CVC à, là có tiếng gầm như mấy anh em. Có tiếng gầm như mấy anh em. Mà đây 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 có tiếng gầm mấy anh em, mà để mình bỏ thêm con Sonic vô để lấy năng lượng mấy anh em, là có tiếng gầm mấy anh em ơi, có tiếng gầm nha. Mà hình như là mất đi tiếng Sonic hay sao á, đổi đánh đổi lại là chúng ta là có tiếng gầm của con Boros nhưng mà chúng ta lại mất đi tiếng gầm của tiếng tiếng hành động của con Sonic. Rồi, con Sonic bị câm mẹ luôn rồi. Chịu rồi, con Sonic bị câm mấy em à, con Sonic bây giờ bị câm rồi, đây là con Boros nha. Rồi, con Boros thì có cái âm thanh cái tiếng rít mấy em mà, như cái này là bị lỗi file âm thanh như vậy đó, thì mình không biết cái chỉnh sửa hay là không. Nhưng mà con Sonic thì trước đó thì có file âm thanh, còn con Boros này bây giờ thì ngày xưa ở bên server chung á thì không có. Còn về server Việt Nam thì có cái file tiếng rít mấy anh em, nói chung là khá là ok, nhưng mà con Sonic thì mất mẹ cái file âm thanh rồi. Thì mình không biết là có chỉnh sửa lại hay là không, cái này chờ thôi mấy anh em, nói chung là cập nhật sẽ sửa lỗi từ từ, lâu lâu nhiều con ra thì cái này nó là chuyện bình thường đối với mọi người rồi. Nói chung là cái việc mà nâng cấp con Boros này lên là ok, khá là mừng cho mấy anh em rồi, để mất công chờ đợi. Việc mình ngồi thức cả buổi sáng vô ngồi cuối cùng quay vô ngồi nâng cấp lên không được. Nói chung là đã sửa xong rồi. Hình như là đối với mấy anh em nào mà đi huấn luyện khắc nghiệt ở bằng combo rod á, thì hình như là đã có hoàn trả mảnh về thư rồi đó. Đi bao nhiêu lần thì nó sẽ có hoàn trả mảnh về thư hết rồi đó. Nói chung là ok, ổn định hết nha mọi người. Còn về việc thì mấy anh em có nhắn tin với mình là anh ơi, kêu combo rod mới quay về nó bị yếu quá, nó không quýnh lại combo rod, nó mềm quá, chưa quýnh được với lại là cơ mực. Thì cái điều đó là điều đó là điều tất nhiên cho mọi người, tại vì tôi đã nói trước với mọi người rồi là cái việc mà con Boros nó xuất hiện á, thì khi mà chơi á thì nó sẽ là mới đầu ra, mới đầu game á, nó sẽ rất yếu. Tại vì sao nó yếu thì giải thích ở đây luôn, tại vì bên server Việt Nam á là chưa cập nhật tính năng huy chương. Ngày xưa tôi đã nói rồi, khi mà ra con Boros á, trước khi cập nhật con Boros á là một bản build update lớn ở bên server chung, kể cả bên server C, thì nó sẽ cập nhật là tính năng huy chương trị liệu, rồi thể tính năng chiến thuật, rồi nó cập nhật lại tất cả các dòng chỉ số về tỷ lệ trị liệu nè, tỷ lệ khiên trắng nè, về thông số của tướng. Thì do bên server Việt Nam mình ra con Boros và chưa cập nhật những cái tính năng đó, cho nên là về việc con Boros ra nó sẽ rất yếu so với lại những server khác. Ngoài ra nữa, đối với mấy anh em server mới á, cái rune linh kiện nè, cái chỗ linh kiện nghiên cứu này nè, mấy anh em chưa có nha, cái chỗ cái viện linh kiện nghiên cứu này nè, mấy anh em chưa có. So với những server cũ, ví dụ như server cũ đi, mình ở đây mình có sẵn là tài nguyên hết rồi, thì mình đắp core lên, mình nâng cấp core lên, cho nên là core nó sẽ trâu hơn, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với mấy anh em server cũ nha, đau lộn, so với mấy anh em server mới nha. Cho nên là mấy anh em sẽ bị gọi là cảm giác vô cầm combo rod á không khác gì coi đi cây, mấy anh em bị Tatsumaki bóp một phát chết thì đó là chuyện bình thường ha. Đó, cho nên là nó sẽ ở trong đây, nó bị lỗi trong giai đoạn đầu. Nói chung là cứ từ từ đi, chờ cái nào bản cập nhật nó sẽ đầy đủ thì mấy anh em sẽ chơi một cách bình thường thôi. Thì còn ở trong giai đoạn đầu thì nói chung là nó sẽ phát sinh nhiều cái vấn đề về lỗi tướng, rồi về lỗi hoạt ảnh nè, âm thanh nè, về kỹ năng nó sẽ hơi yếu, nó sẽ mềm hơn những con tướng khác. Thì mấy anh em cứ chờ đợi, mấy anh em chờ chừng nào nó ổn định lại và server và nhà phát hành chỉnh sửa lại, cập nhật lại
Game thì ok, mấy anh em chơi bình thường, còn bây giờ có co chơi bình thường rồi. Còn ở thời điểm hiện tại thì cái việc mà co bố rốt ở thời điểm này chưa nâng được, tại vì mấy anh em thiếu mấy cái phôi này, không có để mà nâng đâu mấy anh em. Cho nên là cứ từ từ thôi, từ từ chiêu chiêu chiêu, mấy anh em còn lại chờ thì nó ít 2 tỷ lệ linh kiện. Mấy anh em chơi server mới thì mấy anh em ít 2 tỷ lệ lên thì mấy anh em quay, còn server cũ thì mấy anh em nào tích sẵn mấy cái rương này thì mấy anh em mở, mấy anh em nâng cấp lên ha. Đó là có cái tình, cái này gọi là tình hình chung mấy anh em, thì mấy anh em chờ đợi thôi, tại vì con này là một con mà là một cái bản chấp vá cho mấy anh em, thì mình cứ chơi từ từ đấy. Còn mà về việc nào mấy anh em nào mà không có combo rod á, hoặc là đang sử dụng con mực với lại có đi cây thì mấy anh em cứ chơi bình thường thôi. Thì cái việc combo rod ở trong gọi là tháng đầu tiên á, một hai tháng đầu tiên á, nó chưa có mạnh được đâu, thì tại huy chương chưa có, nói chung là những cái nguyên tố mà để giúp cho combo rod mạnh lên nó chưa có đầy đủ, cho nên là nó sẽ bị đuối rất là nhiều. Thì mấy anh em chơi nào đang chơi con mực và đang chơi con đi cây thì vẫn chơi bình thường thôi mọi người, ok ha. Rồi đấy là cái việc mà mình cập nhật thông tin trong ngày, thì nếu như mà có thông tin gì thêm thì mình sẽ cập nhật cho mọi người. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và 8 giờ tối nay thì mình sẽ quay con Boros trên kênh, lúc 8 giờ tối quay đồng hành cùng mấy anh em đăng ký quay. Rồi mong mọi người theo dõi và đón nhận. Chào mọi người, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ, nâng con Boros được rồi đó, vô chơi đi mấy anh em ơi.